Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Ray thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Và hôm nay trời thì thời tiết hơi âm u một chút, ánh sáng không được tốt nên là cái màu này thì là màu hợp mệnh với em khá thích. Tuy nhiên là lên video thì nó hơi bị lệch màu, nó hơi xấu một tí đấy, chị thông cảm. Em sẽ truyền đạt cái nội dung của em là cái giá bán thời điểm hiện tại thì chiếc xe Toyota Ray thì được phân phối thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có giá niêm yết là 552 triệu với những cái xe có màu sắc là đỏ và đen, còn các màu còn lại thì sẽ cao hơn màu tiêu chuẩn này 8 triệu là 560. Còn phiên bản màu đặc biệt nhất là phiên bản màu trắng ngọc trai nóc đen thì sẽ có giá niêm yết là 563. Thì em sẽ tính giá theo cái giá niêm yết hiện tại. Thì giá niêm yết hiện tại thì sẽ có giá là 552 và ở thời điểm tháng 5 năm 2023 này. Đối với anh chị nào tham khảo từ nửa năm trước và hiện tại chưa tham khảo gì thêm thì xe bây giờ đã hạ nhiệt rất nhiều. Hồi mới ra mắt thì xe không có xe mà bán, các cái để cái chi phí lăn bánh của nó sẽ rất là cao. Tuy nhiên là sang đến năm 2023 này thì nguồn cung được đảm bảo và cái xe bây giờ đã giảm nhiệt rất là, và giá rất là hợp lý, chưa đến 600 triệu một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc. Ngoại hình rất là bắt mắt và trang bị những option rất là trẻ trung hỗ trợ người lái. Và không dài dòng nữa thì em sẽ thông báo về cái giá bán hiện tại. Sau đó sẽ báo cho anh chị về cái giới thiệu cho anh chị sâu hơn về cái dòng xe này. Thì như em có chia sẻ bên trên, giá bán là 552 và ở thời điểm này bên em đang giới hỗ trợ cho anh chị 17 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị và phụ kiện trị giá 15 triệu. Hạ nhiệt hơn một chút so với thời điểm tháng 4, còn so với thời điểm nửa năm trước thì hạ rất là nhiều, hạ mạnh luôn đấy ạ. Thì với ưu đãi bên trên thì lăn bánh của chiếc xe bản màu tiêu chuẩn chỉ còn chưa đến 600 và cụ thể khoảng tầm 595 triệu, và để trả góp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 170-180 là lăn bánh rồi. Còn trước mắt chúng ta đây là phiên bản tùy chọn màu sắc là màu xanh ngọc lam ngăn nóc đen. Và cái tùy chọn này sẽ có giá niêm yết là 560 và với cái màu này thì anh chị cộng thêm 8 triệu giúp em so với cái giá em vừa báo. Thì vừa rồi em đã thông báo cái giá bán cũng như thông tin về xe giá bán tháng 5, thì em sẽ giới thiệu qua một chút như các video em cũng đã làm để anh chị nào chưa nắm được nhiều thông tin về dòng xe này. Thì dòng xe này là dòng xe 5 chỗ gầm cao được nhập khẩu, và những cái trang bị xung quanh xe được trao bao gồm là thứ nhất là cụm đèn ban ngày, đèn led chiếu khoang này, bên dưới là có cảm biến, hai cảm biến trước, rồi có đèn ban ngày này, rồi có đèn sương mù, và các cái đèn sương mù được trang bị là đèn halogen cho ánh sáng bạc, còn các cái đèn khác đều được trang bị là đèn full led hết rồi. Còn ở phía phần thân xe la răng rất lớn, la răng 18 inch, gầm xe này thì gầm cao, chị đi trong đô thị là thoải mái luôn. Phần gương thì sẽ có là cảnh báo điểm mù trên gương, cụp mở gương tự động này, rồi phần cánh cửa có cái cảm ứng này, chạm vào nó sẽ khóa cửa xe. Như vừa rồi thì em vẫn để chìa khóa trong chìa, thì em ấn vào nó sẽ kêu tít dài để cảnh báo là mình vẫn để quên chìa khóa trong xe. Một cái đặc biệt nữa là thông tin nữa là cái xe này là sử dụng động cơ 1.0 turbo, cho ra cái sức mạnh động cơ nó tương đương với xe khoảng 1.5, tương đương với xe Vios bên em, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó rơi vào 6.6L/100 cây đường hỗn hợp. Thực sự là chiếc xe này giá bây giờ đã quá hợp lý để anh chị sở hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, và có rất nhiều màu sắc để thể hiện cá tính của mình. Còn nếu mà ai thích màu đơn sắc thì có thể lấy màu đỏ, màu trắng hoặc màu trắng ngọc trai. Phần đuôi xe thì được trang bị hai cảm biến sau kết hợp với cụm đèn sau cũng là full led, chỉ có một đèn lùi và đèn xi nhan là đèn xi nhan halogen thôi. Còn phía phần nội thất thì cũng được trang bị thứ nhất là thiết kế rất là trẻ trung, và cái thứ hai là trang bị cũng khá nhiều, khá đầy đủ. Thứ nhất là có đèn tự động này, có lẫy chuyển số sau vô lăng chạy rất là thể thao, rồi có màn hình 9 inch, có Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa tự động. Chiều dài xe tổng thể chỉ có 4m, rất là dễ lái, đặc biệt là các bạn nữ và các bạn mới lái. Tuy nhiên chiều dài có 4m4 nhưng cái không gian hồi hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi, đây em cao khoảng 1m7,
làm tròn đi khoảng tầm 1m7 thì cái ghế bên trên em ngồi rất là thoải mái rồi, cái lưng ghế ngả như thế này, nhưng mà cái đằng sau vẫn là rất là rộng, có cách khoảng tầm 15 phân nữa mới đến cái đầu gối, rất là thoải mái. Và đầu thì khoảng tầm 15 phân nữa chạm trần. Cái ghế thì được thiết kế là da Fanny, tựa đầu ba hàng ghế từ sau đều được điều chỉnh được là cao thấp. Vâng, mà vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là các cái thông tin sơ bộ về chiếc xe Toyota Ray và ngoại thất chiếc xe màu xanh ngọc lam nóc đen này. Anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe như là màu xe, giá xe hay là các cái phương án mua xe làm sao hợp nhất với cái nhu cầu cá nhân của anh chị thì anh chị vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.